Xin chào mọi người đến với ASX Monkey hôm nay Thì uh, tôi xin uh, chia sẻ các bạn Chủ đề đó là Ngân hàng liên bang giữ lãi rút xuất Nguyên là 4.35% trăm uh, Chúng ta cũng uh, theo dõi một cái số giá cả của VinFast Và sau cùng thì là tôi sẽ giới thiệu một bạn Một cái uh, uh, Một cái uh, Gọi là Research Platform uh, Quite good uh, Hôm nay thì họ mới gọi cho tôi và họ muốn tôi qua trial một lần nữa. Có nghĩa trial là thử dùng lần nữa. Tại cách đây hơn hai năm về trước thì tôi có thử một tuần à, và như là một tuần hai tuần gì đó và sau đó tôi không có dùng nữa. Thì bây giờ họ gọi họ nữa ờ, à, họ muốn mời tôi thử uh, trial again và họ thử coi tôi có muốn uh, invest uh, muốn mở cái lập cái member với họ thì cái member của họ tôi nhớ không là mày cách đây khoảng chừng 700 một năm 700, 700 mấy một năm à, uh, include GST là 77 theo tôi nhớ thì bây giờ thì họ mời tôi game thì tôi nói ok thì họ sẽ uh, tôi sẽ thử nghe game và thì uh, tiện thể thì tôi cũng uh, muốn giới thiệu cho mọi người biết để mọi người cùng theo dõi và chúng ta cũng thể trial ha. nếu các bạn nào muốn trial thì để cái comment bên dưới tôi có thể gửi email cho các bạn và các bạn thử trial những cái link Uh, và có thể uh, họ sẽ liên lạc bạn nếu bạn interest thì dùng cái lá phần này cũng khoai good All right. rồi không mất thời gian chúng ta cùng bắt đầu nhé ok thì hôm nay chúng ta cũng biết là bà uh, tổng trưởng nghiên khối liên bang không không phải trong sorry các bạn là ngân hàng uh, tổng trưởng của ngân hàng và governor bullock sai là à bà quyết định giữ cái rate là 4.7 35 và sẽ bà tuyên bố rằng sẽ consider yeah, và có thể là tăng cái rate nữa nhưng mà hiện tại thì theo những nhà phân tích thì người ta nói rằng à, bà nói nhưng mà cái có vẻ không có khó khăn à, về vấn đề à, không phải là phải Tăng cái lãi suất cho nên chỉ là nhìn vào cái kinh tế như thế nào thôi Thì theo những nhà dự đoán thì người ta nghĩ là chắc sẽ không tăng nữa đâu Và bây giờ hiện tại là cái peak rate rồi Thì bây giờ người ta đang chờ xuống Nhưng mà thực sự thì kinh tế thì không biết nói uh, gì ha các bạn ha cái khó nói lắm Khi mà bất ngờ họ có tăng tăng lãi suất thôi Như chúng ta thấy họ đã tăng lãi suất uh, hơn từ dưới uh, 0.25% mà lên tới 4.35% Thì nó khá là nhanh trong vòng uh, nhớ không làm thì trong vòng có 13 tháng ha à, và mọi người trở tay không kịp thì uh, số người uh, giống như tôi thì uh, tôi trả tiền nhà khoảng chừng một nghìn sáu và hiện tại bây giờ tôi trả thêm hai ngàn sáu nghĩa là tôi mất một cần một ngàn đồng một uh, một tháng ha để trả tiền ngân hàng thì uh, cứ bạn tưởng tượng nếu mà các bạn mượn một triệu đồng thì sẽ trả hơn là hai ngàn rưỡi thì phải theo một cái tính toán không nhầm thì à, tôi có thấy à, ở đây có không nhưng mà tôi thấy một cái website khác thì họ nó nói như vậy à, này là IBC à, cái link này cũng dễ động uhm. ok tôi sẽ để cái link ở dưới bên này bạn ha bạn cùng theo dõi cái link này các à, bạn muốn coi chi tiết hơn à tôi thấy báo này cũng rõ ràng cho nên à, tôi không có nói nhiều về vấn đề đó ha ok cập nhật cái giá VinFast thì lần trước tôi nói chuyện một cái bài từ hồi tháng 3 à, tôi cũng rất là lưu bu với à, tôi cũng à, you know, start một cái job mới và tôi start next week cho nên tôi cũng đã hy vọng tôi cũng sẽ nhiều thời gian qua cái job mới này tôi sẽ làm nhiều video hơn à, thì theo hôm nay à, giá cả của VinFast thì hiện tại là 3 đồng 08 sen đô Mỹ cọc lên được 6.57%. Uh, Nói chung là giá nếu mà vậy là VinFast khá là lên ha. So sánh với uh, chúng ta một tuần vừa qua thì uh, VinFast khá là lên xuống khá là nhiều ha các bạn. cho rồi. Chúng ta sẽ nó là một một tuần vừa qua. Uh, và lên từ 2 đồng 6 ha. Uh, khoảng 2 đồng 6 mà lên bằng mấy là hiện tại là đang khá lên đấy. Uh, nếu mà tôi không làm thì cách đây... Uh, một tháng thì 4 đồng xuống VinFast hiện tại uh, ảnh hưởng bởi một có những cái tin tức xấu về VinFast và bên cạnh đó những cái uh, xe điện không có bán được hết. ngay cả Tesla sản phẩm cũng đang bị uh, nó người ta không có mua nhiều, lý do thứ nhất là những cái trạm sạc ở bên Mỹ không nhiều và ngay cả những người Úc thì người ta cũng mua nhiều nhưng mà nếu mà đi xa thì người ta cũng đang rất là xem xét kỹ lưỡng lại về vấn đề là cái trạm sạc nó không có được nhiều và nó cũng là một cái uh, trở ngại cho cho việc uh, những người mua xe điện. Ừ. Thì bên cạnh đó, những xe điện cũng có những cái vấn đề riêng, à, chẳng hạn như sửa sẽ mặt hơn, bảo hiểm cũng mắc hơn. Cho nên một số người ta cũng đang hô ấp việc mua xe điện, người ta đang chờ xem. Theo người ta dạy người ta sẽ mua xe hybrid. Ha. À, chúng ta cứ chờ xem. À, nếu mà so một năm vừa qua thì chúng ta thấy vinfast từ 72 đồng mà giờ còn 3 đồng, khá là, là rớt. ha. À, thử chờ xem nếu mà ông phạm nhập viện ông tung ra nhiều cổ phiếu nữa hiện tại bây giờ trên thị trường khoảng chừng hai gần ba phần trăm cổ phiếu thôi ha. à, không có thể uh, phản ánh được cái giá đúng khi mà cái giá cổ phiếu có thể nếu mà người ta ổng buông ra khoảng chừng 10 phần trăm thì lúc đó cái giá cả nó có thể một phần uh, uh, rõ ràng hơn và cái giá nó chính xác hơn hiện tại thì chưa <laughs> à thì nếu mà các bạn nào mà thích thì lúc này thì nên chờ nha à, một số bạn thì nói là thôi có thể mua nhưng tôi theo tôi nghĩ thì cái ngành cái ngành xe điện hiện nay bây giờ khó là à, như là khó khó mà long, long term invest được nhưng mà bạn nào muốn lướt sóng thì mà nhảy vào <laughs> ok à, đó là về invest cái giới thiệu được các bạn một cái platform hình nhà tôi nói, nói là, là lời gọi là stock doctor ha thì cái stock doctor này thì là một cái platform của người úc họ những cái ông này gọi là ông ông researcher ông là Dr. Colin ha. À và ông ông research và ông đặt ra cái Colin cái Lincoln indicator của ông về cái về cái stock nước Úc và ông list theo những cái bốn cái cái star gọi là star stock bốn cái uh, tiêu chuẩn cái cái nó gọi là cái benchmark hoặc là chúng ta có nói là những cái fundamental ha là những cái những cái uh, chính uh, fundamental là những cái chủ yếu cái chính nhất là ông như là star grow cũng như là những cái lên những cái stock lên những hai là những stock là borderline grow là cái lên từ từ à, và những cái hai là star income nghĩa nghĩa là cái này là cho um, tiền nhiều à đó là ba cái stock và một cái như under review ha ba cái là quan trọng nhất là họ còn cái này under review để chúng coi thì khi mà bạn vô member này thì sẽ thử 14 ngày ha từ họ cho tôi 14 ngày rồi bữa nay tôi mới làm và tôi lock cho tôi coi ha à, thì chẳng hạn như các bạn có thấy star grow rất là những công ty nổi lên chúng mà thấy cái star grow là cái cái chart ha đó chart màu vàng cái uh, cái uh, ordinary thì là ASX 200 các bạn có thấy cái nó cũng tương đương tương đương bạn thấy ha star grow là nó lên 17 phần ừ. trăm trong rồi uh, chẳng lấy 10 năm đi trong vòng 17 phần uh, trong 10 năm thì cái công ty star grow này nó lên 10 phần trăm và những công cái ASX nó là lên 7.36 phần trăm một năm tương nhiên là cái star grow này lên nhiều các bạn ta thấy ha, cái borderline top click những cái sao cái list nó đổi ra chúng ta ha star income bạn thấy ha đó cái star income này lên uh, cũng nhiều nè không? Uh, cái nhiều 5.7 phần uh, trăm 10 năm tổng cộng return là 10 uh, 08 phần trăm một năm mà ASX thì lên chỉ có 7.36 năm trăm và cái yield của ASX không là 4.95 phần trăm cái đó là họ sẽ tính chung tổng cộng những công ty này ha. Các bạn có thể pick những công ty này ra và invest. À, thì chúng ta sẽ có một số công ty. Tôi thì tôi thích những top 10 công ty thôi. Tôi không muốn lòng vòng mà nhiều mất nhiều thời giờ. Chúng ta có thể ít nhất là chúng ta đầu tư cả market ASX 200 hay là chúng ta pick của những top 10 công những, là top 10 công ty thôi. Chúng ta không phải uh vân vần nhiều cái cái list của cái con họ này rất là nhiều công ty nhưng mà thằng nhưng các bạn thấy những công ty rất là lớn à, khá là là good mà nếu mà bạn không có dùng sản phẩm gọi chắc chắn là không biết hạn như bây giờ tôi thấy bạn ha Chẳng như các bạn chiều pro-medical Pro sát công ty healthcare khe bạn thấy ha à, họ có Star ha. từ cái Star này họ sẽ nói là cái Star là cái được cái ngôi sao từ năm 2017 lên đó là 2 hai ngàn mấy phần trăm này ha. cái công ty pro manicus này khá là tốt. nhưng mà về máy tính, theo phát cái, cái 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 indicator của ông lincoln này, à giờ tôi chờ xem. được rồi. chúng ta thấy những cái cái cái, cái, cái uh, phép tính toán của ông này thì lựa dựa trên uh, cái thứ nhất là cái financial của công ty, cái grow của họ và dạ, cái indicator của máy tính, vậy ha rõ ràng à một trăm mười mấy một trăm mười ba đồng hiện tại ha và nếu mà giá cả từ sáu mươi một đồng mà giá lên một trăm mười ba đồng lên gần gấp đôi ha khá là khá là good đó là một cái stock ví dụ um. Rồi, một cái ví uh, cái đó là một cái các bạn có thấy uh, Jumbo Interactive Việt này. Công ty này công ty bán vé số mà theo tôi thì tôi không thích những công ty này lắm. Cho nên chứ tôi không thích cái cái indicator của ông này mà chi mà các bạn có thể coi tham khảo, hiện tại nó free. 14 ngày free cũng cũng khá. Uh, star income, những công ty mà chia chúng ta dividend nhiều, các bạn thấy ha. Uh, công ty À, những người bạn thích uh, lương uh, giống như có được uh, dividend giống như chi lương chia thưởng phải ha cba ha good ha suncorp arena read ha Rồi, có những cái công ty lạ nó thầy research nap nè mà thấy ha theo sợ ừ theo giờ ai mới mua theo nhưng mà không có một số người đã trung thành theo sợ có nhớ một anh nào, à, cao tầng tôi khuyên là theo rất là đủ. tốt bạn nào tin tưởng thì có thể mời thử Bitcoin nhưng mà tôi thấy uh, theo sợ giá cả bình 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 à, không có tốt lắm à, <laughs> uh, yeah. đó, đó là những cái uh, công ty bạn coi ha à, này ha. Uh, những công ty borderline grow là thấy những công ty up 24 các bạn đã biết Woodside các bạn đã biết top 10 CDI Conan Limited uh, under review hoặc review two company, let's say under review là công ty nào, ANZ và Westpac hmm. khá, khá là interesting Tại vì ANZ là một ngân hàng cũng khá lớn và Westpac cũng khá lớn Nhưng mà recently ha, theo tôi tôi biết thì họ cổ phần họ khá là giảm uh, Sau một, à, uh, uh, như một hơn một năm nay thì cổ phần họ có giảm sút Vấn đề là họ làm ăn uh, không có được khá lắm và nhưng mà nói chung tiền dividend thì cũng ok uh, đó là indicator à, uh, Lincoln Indicator Stock Doctor Bạn có thể theo dõi ha à, Tôi sẽ nghiên cứu thêm về cái này để mà tôi có thể ba lần cái portfolio của tôi à, Tôi có bỏ cái portfolio của tôi vô thử nhưng mà tôi nhớ Không, có nhớ là bao nhiêu tôi bỏ như này à, Ok à, Không thấy gì Example only cho tôi bỏ một số à, Không à cũng không phải à, không phải đúng lắm ừ bỏ theo example only <laughs> Chà, portfolio thì uh, bỏ giờ thôi <laughs> ok rồi uh, thì giới thiệu các bạn cái uh, này tôi sẽ bỏ cái link below bạn nào muốn đâu vô theo uh, các bạn có thể sign up và theo uh, theo như là theo dõi thử coi 14 ngày thì cũng ấy sau đó thì các uh, bạn sẽ pay nếu mà các bạn không thích pay thì chỉ lấy thông tin miễn phí 14 ngày sau đó thì các bạn sẽ quyết định những công ty nào bạn mua và chúc các bạn thành công. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một đêm ăn lành.